Đốm, 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 đốm. Chị Kina có một cái clip rất là nổi tiếng trên YouTube rồi kìa nha. Con cũng phải làm sao cho có một cái clip cho thật hay như thế nha. Phải ngoan ngoãn nha. Còn với cái bạn ngoài đó đó, bạn ngoài đó tuy hai cái lỗ tai giống nhau nhưng mà đứa lông xù, đứa lông xác khác nhau nha. Đó, hai bạn ngoài đó coi bạn nữ hay bạn nam. Đây, bạn này khuôn mặt thấy cũng dễ thương nè. Bạn, bạn ơi, bạn ơi, bạn vô chơi với đốm ha. Đốm ơi, đốm, vô đây con, vô đây đừng nằm ngoài đường lộ giao thông, nguy hiểm lắm, nguy hiểm tính mạng lắm con, vô đây. Đốm à, đốm, vô đây, đừng có nằm ngoài lộ giao thông như vậy, không có tốt đâu, không có tốt cho sức khỏe đâu nha. Đi vào đây đi con. Đó mà rủ bạn vô nhà chơi, bạn đến nhà mà không có mời vô nhà uống trà gì sao hả? Đó mà mời bạn lại đi con. Bạn kìa, bạn này lớn tuổi hơn à nha, bạn này chững chạc hơn mà cho thấy cái chạy kì dứt đi. Việc việc đi không biết sức khỏe tâm thần đồ tốt không, ổn định không nghe ạ. Ta thấy ngộ ngộ ạ. À, hai đứa sáng ngày là dẫn ra đó, cái bờ đó, ngồi chơi giải trí rồi đó, nhìn những con vịt lội ở dưới sông đó. À, đốm à, đốm vô con, vô đây nè đốm. Đốm à, nói chuyện phải biết nghe nha, phải nhìn chân chân chủ như vậy đó thì mấy lần con chó giỏi, chó ngoan nha. Chứ nói mà bàn quan ai, nói mặt ai không có quan tâm gì tới là dạy dỗ không bao giờ nên chó giỏi được. Chạy chạy tới đó, thấy chưa, nguy hiểm chưa, vô con, vô đây, mời bạn vô đây đi, đây vô đây đi, mời bạn vô đây. Đốm, vô đây đi. Rồi, bạn bỏ ra đi rồi. Bạn bỏ ra đi mà không nói một lời rồi. Vô đây con, vô đây. Ngồi đó cười gì. Làm gì ngồi đó cười. Đó, bạn tới nữa. Bạn này nó cũng mến con rồi đó. Hai đứa có cái ngoại hình rất giống nhau mà. Ngoại hình giống nhau, cái khuôn mặt giống nhau, 1 8 1 10 à. Chỉ có chùm đuôi hơi khác nè. Con thì đuôi lăn, con thì đuôi tót nè. Hai con sáng ngày là giỡn như vậy với nhau rồi đó. Thấy không? Hai con chó này cũng khá đẹp các bạn. Đẹp quá. Cái màu lông trắng vàng và đen, cũng có thể gọi là màu tam thể rồi đó. Trên cơ thể gồm có ba màu gọi là tam thể rồi đó. Giờ mình quay nó ở cái một cái góc độ khác xem nó dẫn như thế nào. Ai mà yêu thích động vật thì thấy những cái clip này đều muốn xem, để xem con vật mình nó ngoan như thế nào, nó giỏi như thế nào, nó có những biểu hiện gì dễ thương. Hay một con thì giống chó ta, một con thì có lai chó kiển, cái đuôi bùm sùm á. Hai con này nó đều ngoan, đều khôn hết. Chó này nuôi tự nhiên tắm rửa cũng ít mà con, tại vì mình đi làm công chuyện không có thời gian để chăm chút nó như là loại chó kiển. Cái này tắm rửa cho nó sạch sẽ, nó còn trắng bông hơn nữa. Chứ nó sống ở đây là chỗ có nhiều đất cát, nó nằm nó lăn nó chạy giỡn cho nên cái mình mấy nó không được sạch sẽ giống như chó nơi thành đô. Chó nơi thành đô thì chắc nó đẹp, nó sang trọng hơn, nó trắng dẻo hơn, thơm tho hơn. Còn chó ở đây, chó mình nó miệt vườn mà. Chó này hay lúa miệt vườn, hay lúa miệt vườn cho nên được vậy là quý lắm rồi đó.
Vậy là quý giá lắm rồi đó. Nhà sân chơi đó. Này là sân chơi bãi tập của hai đứa nó. Đây là hai anh em, hai người bạn. Đây người bạn trong niên, người bạn lâu năm, người bạn lớn tuổi hơn. Có lẽ tuổi đời về cái tháng năm sinh tháng đẻ chắc cái anh này lớn gấp đôi gấp ba. Anh này cũng cả năm tuổi rồi chứ không nhỏ đâu. Mặt anh thấy khằn rồi nè. Anh thấy khằn hơn rồi nè. Thấy anh hiểu đời hơn rồi nè. Không? Tỏ ra anh hiểu biết hơn. Còn con đốm anh nằm ở đằng kia đó thì thấy còn có vẻ rất là vô tư, hồn nhiên. Là một con chó trẻ con, trẻ em, mới lớn rồi đã tuổi độ tuổi thiếu nhi ạ. Cái cỡ này cũng chưa được là thiếu niên đâu. Đốm bự, này kêu đốm bự đi. Đây là đốm nhỏ. Đốm nhỏ, đốm. Cái gì thấy con chó mắt đuôi rồi nó cũng phàn phái gì trong người nó. Thoải mái được, thoải mái, vui. Thấy không? Nếu mà các bạn yêu động vật á, thì các bạn nhìn thấy những cử chỉ của nó, từ từ các bạn cũng đọc dịch được những cái động tác mà của con vật, từ từ hiểu được nó và có thể chăm sóc nó tốt hơn, chăm sóc và dần dạy nó tốt hơn. Này con này nó lớn vậy rồi thì dần dạy nó chắc cũng hơi bị khó ạ. Những cái cá tính của nó là được hình thành rồi, bản ngã nó có hết rồi. Bây giờ muốn rèn nó lại như uống tre thì cũng hơi khó rồi. Tre cứ hơi cứng rồi. Cái gì nhìn thấy chó này cái mặt nó dòm sơ cũng giống như gấu Misa. Gấu Misa mặt có ba màu, chó kia cũng vậy, mặt cũng ba màu. Trong đó cái màu đẹp nhất là cái màu vàng, tới nữa cái màu nổi bật là màu đen.